tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu độc. Đó là những vấn nạn cần được nhận diện, xử lý và ngăn chặn để đảm bảo xây dựng vùng xanh trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số, khi mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà mạng xã hội mang lại, thì sự lan truyền của những thông tin giả mạo và nội dung xấu độc cũng đang lan rộng, tạo nên một môi trường thông tin không an toàn, nguy cơ từ thông tin xấu độc cũng đang gia tăng. Vì vậy, nhu cầu về việc tăng cường, nhận thức và phòng chống thông tin sai lệch đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Mình xem Facebook trên Zalo. Kênh YouTube và kênh Facebook. Facebook, Zalo. Một lượng lớn thông tin được tiếp nhận qua các trang mạng xã hội, nhưng không phải thông tin nào cũng chính xác. Đơn cử như gần đây, trên một số trang Facebook cá nhân đăng tải thông tin về vụ thôi miên chiếm đoạt tài sản tại chợ Tam Cờ, thành phố Tuyên Quang. Chưa cần kiểm chứng, thông tin này đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang nhóm, gây hoang mang cho người dân. Chỉ khi công an Tuyên Quang phát hiện, bắt giữ nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì người dân mới hiểu bản thân đã trở thành một trong những nạn nhân của tin giả, tin sai sự thật. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc đã xảy ra trong thời gian gần đây. Tin giả cũng là khoảng trống để các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tôi mong muốn bà con nhân dân hãy cảnh giác khi có số điện thoại lại gọi tới, không cung cấp thông tin cá nhân, thẻ căn cước công dân cho người khác hay tải những ứng dụng đường link lạ về điện thoại để tránh kẻ xấu lợi dụng. Theo số liệu thống kê, Việt Nam có gần 80 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm hơn 78% dân số. Trong đó có tới 97,6% số người tham gia sử dụng Facebook. Đồng thời, sự xuất hiện của những mạng xã hội khác như YouTube, Zalo, Instagram và TikTok đang đáp ứng nhu cầu kết nối thông tin của đông đảo người dân. Mặt trái của điều đó là thông tin xấu độc, sai sự thật phát tán ở nhiều lĩnh vực, y tế, giáo dục, văn hóa và cả trong vấn đề chính trị. Không chỉ làm hiểu sai vấn đề gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng tới an ninh trật tự, uy tín, danh dự của các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người dân vẫn chưa biết cách nhận diện, phát hiện thông tin giả, thông tin xấu độc, để lại những khoảng trống trong thông tin ở cơ sở. Mở ra tôi thấy đâu tôi xem đấy. Biết xem thôi, không biết là nó thật hay là nó giả tôi không biết. Tôi là những người ở vùng sâu vùng xa ở đây thì cũng tiếp cận dùng máy điện thoại là cũng hay vào những cái trang mạng xem rất nhiều những cái hình ảnh tin tức. Nói chung là cũng chưa nhiều những cái thông tin chính thống thì cũng được xem, nhưng mà đôi khi có những cái thông tin cũng không phân biệt được là thật hay là giả. Tôi vào xem thì cứ thấy nhiều lượt người xem, nhiều lượt like thì tôi cũng xem thôi. Thực tế bản thân tôi cũng không phân biệt được là chỗ nào là những thông tin giả, thông tin thật. Thời gian qua, cùng với dòng tin chính thống từ các cơ quan báo chí, tỉnh Tuyên Quang cũng đã có nhiều giải pháp như việc yêu cầu các tổ chức đơn vị xây dựng các trang fanpage để lan tỏa, tuyên truyền các thông tin tích cực, xây dựng các nhóm Zalo và đội ngũ cộng tác viên cơ sở, truyền tải những thông tin chính thống đến với người dân. Tuy nhiên, theo đánh giá thì việc tuyên truyền chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tế. Trong thời gian qua thì các cấp ủy,
tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã quan tâm phát huy vai trò thế mạnh của mạng xã hội trong việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân bằng cách là lập các cái fanpage, các cái group để đưa đăng tải những cái thông tin chính thống về chủ trương của đảng, nhà nước để tuyên truyền một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Tuy nhiên thì việc hiện nay thì bên cạnh những cái kết quả tích cực đã đạt được thì vẫn còn có những hạn chế nhất định. Thứ nhất là các cái tổ chức, cơ quan đơn vị thì thường sử dụng các cái trang mạng xã hội của Facebook, Zalo, cũng chưa có những cái trang trên các cái nền tảng mạng xã hội khác. Thứ hai là việc các cái nội dung đăng tải trên các cái trang mạng xã hội thì thường là cái lượng tương tác thấp, chủ yếu là của lực lượng cán bộ đảng viên, còn thông tin đến với người dân là còn rất là hạn chế. Những hệ lụy từ khoảng trống thông tin ở cơ sở, sự tác động của tin giả, tin xấu độc là rất lớn. Chính vì vậy cần những giải pháp quyết liệt, sáng tạo và linh hoạt để lấp đầy khoảng trống này. Phân biệt được đâu là thông tin thật và thông tin sai sự thật trên mạng không ạ? Chị không, chị cứ xem thôi, chị cũng không biết, chị cứ like và chia sẻ thôi. Chị cũng không biết đâu là thông tin thật, tin giả. Vâng. Cứ xem thôi, cứ vào mạng xem thôi. Đây em sẽ hướng dẫn chị một số trang thông tin trên mạng để chị có thể khai thác, tìm kiếm hàng ngày. Ví dụ đây trang thông tin của bọn em là trang thông tin Đoàn xã Lưỡng Vượng ấy chị nhỉ. Đây, hàng ngày những hoạt động của đoàn xã cũng như là của địa phương thì đã đều được chúng em đăng tải trên này. Chị có thể xem hàng ngày. Ngoài ra thì ở ngoài cái đoàn xã Lưỡng Vượng ấy thì ở bên xã mình còn có trang thông tin của công an xã Lưỡng Vượng. Chị vào trang Facebook nhé và ấn chỗ tìm kiếm đây. Và ghi chữ công an xã Lưỡng Vượng. Sẽ đều trang thông tin chính thống của công an xã mình. Công an xã Lưỡng Vượng. Ngoài những cái trang thông tin của đoàn xã Lưỡng Vượng cũng như là công an xã Lưỡng Vượng thì chị có thể theo dõi trang thông tin, ví dụ như là trang thông tin của tỉnh, như là trang thông tin người Tuyên Quang này chị nhỉ. Trang Tuyên Quang TTV này. Những buổi nói chuyện như thế này được các đoàn viên thanh niên xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang tổ chức thường xuyên. Nội dung là những thông tin về tin giả, khuyến khích người dân theo dõi các trang tin chính thống. Để góp phần đẩy lùi thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức đoàn các cấp đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết lập vùng xanh trên không gian mạng, lan tỏa tin tốt, câu chuyện đẹp. Mỗi tài khoản của đoàn viên thanh niên cũng sẽ góp phần lan tỏa những thông tin chính thống, dẹp bỏ những tin giả. Ban chấp hành đoàn xã chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với công an xã tổ chức những cái buổi tuyên truyền, những cái buổi tọa đàm, hội nghị liên quan đến pháp luật, trong đó có an ninh mạng. Qua đây thì chúng tôi cũng định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Thì từ đó thì sẽ giúp các bạn ấy cách thức nhận định hoặc là những cách thức phòng ngừa những cái luận điệu sai trái trong không gian mạng. Các bạn đoàn viên thanh niên cũng sẽ là những tuyên truyền viên hoạt động tích cực để lan tỏa những cái thông tin chính thống trên mạng xã hội. Trang fanpage của tỉnh đoàn Tuyên Quang cũng là một trong những trang có lượng theo dõi đông đảo. Tổ chức đoàn chủ động nắm bắt trào lưu xu thế của giới trẻ, thiết kế xây dựng các bộ nhận diện, ấn phẩm tuyên truyền đặc sắc, ngắn gọn, tổ chức các buổi tọa đàm trực tuyến, trò chơi trực tuyến nhằm truyền tải các thông tin chính thống. Đặc biệt đẩy mạnh giới thiệu, đăng tải những câu chuyện đẹp, giới thiệu những tấm gương sáng, điển hình tiêu biểu trong không gian mạng, thu hút bạn đọc. Chúng tôi chỉ đạo các cấp bộ đoàn tăng cường các cái hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh thiếu niên. Và đồng thời thì chúng tôi cũng tận dụng cái lợi thế của mạng xã hội để chúng tôi xây dựng, chúng tôi phát triển các quản lý các cái nội dung trên các cái trang thông tin điện tử, trên các cái trang mạng xã hội do đoàn hội đội quản lý, để chúng tôi có thể chủ động trong cái việc tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa những cái thông tin tốt, những thông tin tích cực nhằm tuyên truyền kết nối cũng như là định hướng dư luận và đưa những cái thông tin chính thống đến đoàn viên thanh niên và nhân dân. Đồng thời thì chúng tôi cũng tích cực đẩy mạnh cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, hay là tổ chức nhiều cái hoạt động trên mạng xã hội để tạo những cái xu hướng, những cái trào lưu tích cực cho đoàn viên thanh niên. Tại những cuộc họp như thế này ở một số địa phương đã lồng ghép vào việc giáo dục cộng đồng,
về sự quan trọng của việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, đồng thời cung cấp các khóa đào tạo, tài liệu hướng dẫn và tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người dân ở mọi lứa tuổi. Thông qua các hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ, hội nghị cán bộ công chức xã thì cũng thường xuyên tuyên truyền quán triệt các tổ chức chính trị xã hội cũng như đoàn viên hội viên không chia sẻ những thông tin xấu độc không chính xác, chúng ta không like, không chia sẻ. Tham gia vào việc xây dựng vùng xanh an toàn trên trang mạng xã hội, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đã thiết lập, duy trì hoạt động của các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, Facebook, Fanpage, YouTube để đăng tải tin, bài, phóng sự, video clip, hình ảnh có nội dung tích cực. Các thông tin được lựa chọn để phù hợp với cách tiếp nhận qua mạng xã hội. Thông qua đó, tạo dòng thông tin chính thống, định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội ủng hộ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân. Tin tức mình đa số mình xem trên để chính xác nhất là hay trên truyền hình. Thứ nhất là truyền hình tỉnh, truyền hình quốc gia VT1, hay xem những thời sự. Một giải pháp quan trọng nữa là cần phát huy vai trò của đội ngũ các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Nhiều chương trình tập huấn đã được Ban tuyên giáo tỉnh ủy triển khai, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, góp phần trong công tác định hướng dư luận trên địa bàn. Cùng với đó là việc triển khai xây dựng hệ thống các trang tin, fanpage của các xã thị trấn. Thông qua các trang tin tài khoản mạng xã hội này để đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, thông tin chính thống, nhằm tạo thành trận địa thông tin vững chắc trên mạng xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin tiêu cực, quan điểm sai trái, thù địch. Giải pháp để lấp đầy khoảng trống thông tin ở cơ sở thì trước hết là người đứng đầu cũng như là cấp ủy chính quyền, các tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị thì cần nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, về tác dụng của mạng xã hội trong việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thứ hai là có những cái giải pháp để tăng tương tác của các cái trang mạng mà các tổ chức đã lập ra. Thứ ba là có những giải pháp cụ thể để tăng cái tính hấp dẫn, đồng thời có những cái tính kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Và đặc biệt là để lấp đầy khoảng trống, để thông tin đến được với người dân thì phải phát huy mạnh mẽ cái vai trò của đội ngũ cộng tác viên ở ngay cơ sở. Đó là các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Và đặc biệt là nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên ở cơ sở. Những phát huy cái vai trò nhanh nhẹn, rồi xung kích đi đầu của lực lượng đoàn viên để hướng thông tin tới người dân một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Lấp khoảng trống thông tin ở cơ sở, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến toàn dân đang là vấn đề cấp thiết, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, truyền thông, báo chí và đội ngũ cán bộ đảng viên, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thông qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo những vùng xanh an toàn trên mạng xã hội.